Bà con đang theo dõi tin nhanh về thị trường lúa gạo. Dẫn nguồn từ trang điện tử Báo Công Thương và Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, giá lúa gạo hôm nay ngày 26 tháng 9 năm 2023 tại đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ổn định không biến động với cả hai mặt hàng lúa và gạo. Trong đó với mặt hàng lúa, thị trường lúa thu đông giao dịch sôi động hơn so với hôm qua. Tại An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, giá lúa dứt đà giảm và đi ngang so với hôm qua. Chi tiết giá cụ thể như sau. Đài Thơm 8 ở mức 7.800 đến 8.200 đồng một ký. OM 5451 dao động ở mức 7.700 đến 7.800 đồng một ký. OM 18 dao động từ 7.800 đến 8.200 đồng một ký. Nàng Hoa chính có giá từ 8.200 đến 8.400 đồng một ký. Lúa Nhật ổn định quanh mức 7.800 đến 8.000 đồng một ký. Tại thành phố Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu duy trì ổn định. RVT dao động từ 7.700 đến 7.900 đồng một ký. Lúa DS1 có giá từ 7.300 đến 7.400 đồng một ký. OM 380 dao động từ 7.500 đến 7.600 đồng một ký. Lúa ST24 có giá từ 8.300 đến 8.600 đồng một ký. IR50404 dao động từ 7.500 đến 7.800 đồng một ký. Như vậy, sau những ngày tăng mạnh thì gần đây giá lúa nội địa đã xuất hiện xu hướng giảm, tuy nhiên vẫn giữ giá ở mức cao theo hướng có lợi cho người nông dân. Từ các quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới như Ấn Độ, Pakistan còn hạn chế.